Ôi trời, mắt sưng to quá. Thế bơm mở mắt ra xem nào. Em nói đi. Ý, vẫn vui à? Không sao mà. Hả? Nhưng mà bên kia có bị đau không bơ? Đau hay chỉ nặng thôi? Không, cái bên mà bị nặng ấy. Đau thôi. Ừ, thế à? Ừ, ok nha. Thì Lát vô, bị nhắc à? thì vô chữa cho nha. Nhưng mà con nói không đau mà. Có đau không? Hay bị nặng? Nhưng mà bị nặng. Lúc ở lớp con À. nói là không đau. Chỉ bị nặng nó đè vào thôi à? Đúng không bơ? Ok. Để bố chữa cho nha. Ok. Nào. Ok. Đấy, tô màu đẹp đi. Đây na này. Na tô màu ấy. Đấy, đẹp quá nhờ. Bạn đi tất màu cam à? Khi mà tập biết chữ A toàn nhiều bạn toàn nói là vẽ đi. Thôi bạn viết đi chứ. Chữ thì phải là viết. Nhưng mà toàn nhiều bạn cứ nói vẽ đi. Má chị Diệp Chi cũng nói thế, Nam Trung cũng nói thế. Bạn nói nhầm rồi. Viết thì phải viết. Đây mới là vẽ này. Viết đi. Đây là tô màu này. Cho ông già ăn hả? Ông già tuyết này. Nhưng mà này không đến bà đây. Ok. Bỏ giá cho con đấy.